hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hàng ngu, gây nhiều tội ác thiền thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian, do đâu tội lỗi ngập tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi tên. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân, nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chấm cần băng khoăn, hoặc về mê mẩn sáu căn, đối người tiến vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vòng, hoặc vì chẳng quán nội tâm mà tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cánh đau điên, chẳng tường chẳng giá đau phiền càng tăng, hành theo lối lăng xăng, cho đến ba chướng không từng giảng suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm, mà cản ngăn khi giáp nội tâm, mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chứ phải dễ tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, đề tiêu ba chứ đoạn phiền trần lao. Diện ba chứ cận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần, bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tinh thân. Con nguyện từ đúng pháp lành, nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng về những lý do tranh, hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn niệm dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuôi hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên an. Chẳng về cõi lối triền miên, tránh xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ hãi. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử ra vài nghìn
nghiêm trần, hãy xem sông chớn xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ lâu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác quế phân, chẳng gì trong sạch chánh phần thành cao, mà chưa chân bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Vốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn, Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu giúp thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm văn biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phú. Khổ đau đời đó nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật tổ tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trong bao bất thành chẳng vương, cùng về hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao đổi phận ân, và khiên dấu nặng ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo rỗi ân về chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Ngài còn báo đức Phật đã một đời xin nguyện thứ tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tề lô tấm hải cũng vào, ấy là ơn Phật tâm sau bao đàn. Vậy là quán sát tội kiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cam chiếu. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan, lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn, ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tấm lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật ơn tình, ra ơn cứu độ tâm thành quý ơi. Cúi đầu lại
lặng phàm phu không phân sang cả hèn ngu gây nhiều tội ác nên thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang, do đâu tội lỗi ngập tràn hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi tên. Nói năng chẳng biết nghĩ suy làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân nghĩ thì riêng đã xoay vần chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn hoặc vì mê mẩn sáu căn đối người tiến phẩm muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự kỷ có tài biến đâu tài với chữ tai bôn vần hoặc vì chẳng quán nội tâm mơ tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên hoặc vì theo cảnh đau điên chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng tu hành theo lối lăng xăng cho đến ba chứng không từng dám suy ân nghiệp chướng bao chướng chẳng đi thêm phiền não chướng kéo thì tôi tâm mà cản ngăn khi giác nội tâm mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh ba chứ phải dễ cô hành mới nên ăn năn sám hối cần chuyên thề tiêu ba chứ đoạn phiền trần lao. Diện ba chướng tận ly hào sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần bốn ngàn tam văn khổ luân cùng nhờ sám hối được phần tịnh tâm. Con nguyện từ tụng pháp lành nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì nam mô cầu sám hối Bồ Tát 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 nam mô cầu sám hối Bồ cùng về những lý do trên hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sáng bằng tất cả tinh thần tất cả bản sống bãi tâm vương bờ muốn là hổ thẹn nghiệp dư con cùng với Phật khi xưa môn hàng mà nay Phật đã thành toàn đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân con còn đắm đuối hồng trần còn đang chìm nổi bao lần tử sanh tu hành chẳng thấy mối manh con đường giải thoát tội tình còn miên thật đang xấu hổ ưu phiền thế mà chẳng thèm huyên quyên nói cười ai là sợ hãi ngập trời cùng loài phàm tục sống đời vô thiên thần chẳng về cõi đói triền miên chết xa địa ngục xa nghiền khảo tra xúc sân quỷ đói ác ma đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay ba là chán ghét thân này luân hồi sanh tử ra vài nghiệp
những trần hải trên sông chết xoay vần vô thường vô ngã thân chân chỗ nào khổ đau tám thứ lâu sầu sớm còn tối mất khác nào phù vân toàn thân chẳng khác huế phân chẳng gì trong sạch chấm phần thành cao mà chưa trang bỏ hay sao là người có trí lẽ nào không hay bố là giọng mạnh không tài tu hành tinh tấn mong ngày thành công mà tụng kinh học pháp một lòng theo gương đại giá không mong an nhàn phật thân chẳng thể nghĩ bàn do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh sáu ba la mật chuyên tinh là 37 phẩm tu hành trở chuyên thực hành từng phút chẳng quên là cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình năm tâm phân biệt chẳng sinh là oán thân bình đẳng người mình không hay xưa nay đã tạo nghiệp sai cho nên vướng mất hình hài bằng phú anh khổ đau đài ba nghìn thu gây bao tội ác oán thù triền miên nay xin xóa bỏ ưu phiền thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng sáu là phẩm to tường xưa kia phật cũng trong đường trầm luân sam giác ngộ khổ hồng trần phán tâm bồ thí tay chân đầu mình cho luôn vợ đẹp con xin là bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương cũng vì hai chữ tình thương sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh muốn cho thế giới yên lành là muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm mà làm sao bao nỗi phận ân là vá khiên dấu nặng ngần ai chi thân tâm muốn kiếm bỏ đi cũng không có nỗi ân về chúng sanh để đem chân phát diệu tinh trải vô lượng khổ pháp lành nói ra nay con báo đức phật đà một đời xin nguyện thứ tha tu hành mong sao đạo cả viên thành hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang đại thừa chánh pháp tuyên ra đưa nhân loại thoát ta và khổ đau tề lô tánh hải cũng vào ấy là ơn phận thân sau bao đền bảy là quán sát tội kiên tội do đâu tới truyền miên chất chồng tánh chân muôn sự đều không chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan lời kinh phân dạy rõ ràng bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh nhân duyên thác loạn mà sanh nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không anh tội vốn chẳng ở trong lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài thực hành diệu pháp không hay bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh chân ăn năn sám hối không sợ tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành cầu xin chư Phật thương tình ra ơn cứu độ tâm thành quy y cúi đầu lại
cả hèn ngu gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số nhiều như cánh trời đôi bờ hằng gian cho đau tội lỗi ngập tràn hoặc vì ba nghìn trăm ngàn mũi mê nói năng chẳng biết nghĩ suy làm thì chẳng ngại điều gì hại nhân nghĩ thì điên đảo xoay vần chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn hoặc vì mê mẩn sáu căn đôi người tiến vẫn muôn phần lãng sai luôn luôn tự thị có tài biến đâu tài với chữ tới môn vòng hoặc vì chẳng quán nội tâm mơ tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên hoặc vì theo cảnh đau điên chẳng tưởng chân giả nào phiền càng tăng tu hành theo lối lăng xăng cho nên ba chứ không từng dám suy nghiệp chướng bao chướng chẳng ly thêm phiền não chướng kéo trì tôi thâm mà cản hành đi giác nội tâm mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh ơi. Lời vàng Phật dạy trong kinh ba chứ phải về tu hành mới nên ăn năn sám hối cần chuyên để tiêu ba chứ đoạn phiền trần lao. Diện ba chướng tận ly hào sáu giáp mười nghiệp trần lao sanh dần bốn ngàn tam phan khổ luân cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh con nguyện từ dụng pháp lành nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì nam mô cầu sám hối bồ tát 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 nam mô cầu sám hối bồ tát. Cũng vì những lý do trên là hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ một là hổ thẹn niệm dư con cùng với Phật khi xưa môn hàng mà nay Phật đã thành toàn đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân con còn đắm đuối hồng trần còn đang chìm nổi bao lần tử sanh tu hành chẳng thấy mối manh con đường giải thoát tội tình còn miên thật đang xấu hổ ưu phiền thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười hay là sợ hãi ngập trời cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh chẳng về tội lỗi triền miên trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra xúc sanh quỷ đói ác ma đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay ba là chán ghét thân này luân hồi sanh tử ra vai nghiêm trần hãy xem xong chán xoay bằng vô thường vô ngã tăng.
thần chân chỗ nào. Có đa tám thứ lâu tạo, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chấm phần thành cao. Mà chưa trang bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Vốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, là 37 phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, là cầu chất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm thân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắt hình hài bằng phú mê. Khổ đau đài hoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng anh. Sao là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sanh giác ngộ khổ hồng trần, phát tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con sinh, bảy thứ trăng bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm cố hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Mà làm sao bao nỗi phận ân, vá khiên dấu nặng hạ lần ai chi ân. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nỗi ân về chúng sanh. Để đem chân pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã mô về, xin nguyện chí tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tề lô tánh hải cũng vào, ấy là ân phận thâm sâu bao đàn. Vậy là quán sát tội kiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hai, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sợ, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, tha ơn cứu độ tâm thần quý ơi.
trôi lắng. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hàng ngu, gây nhiều tội ác thiền thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô sâu, nhiều như tháng trải đôi bờ hằng gian. Do đâu tội lỗi ngập tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi tên. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc về mê mẩn sáu căn, đối người tiến vẫn muôn phần lãng trái. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vòng. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cánh đau điên, chẳng tường chẳng giá đau phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng giảng suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chứ phải dễ tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, đề tiêu ba chứ đoạn phiền trần lao. Diện ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tinh thân. Con nguyện từ đúng pháp lành, nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng về những lý do tranh, hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần. Tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn niệm dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên an. Chẳng về cõi lối triền miên, tránh xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Xúc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ hãi. Ba là chán ghét thân này, luân hồi
sanh tử ra vai nghiêm trần, hãy xem trong chấn xoay bằng vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nâu xào sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác quế phân, chẳng gì trong sạch chánh phần thành cao mà chưa chân bỏ hay sao. Là người có trí lẽ nào không hay, vốn là giọng mạnh không tài tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng theo gương đại giá không mong an nhàn, Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, 37 phẩm tu hành trở duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu giúp thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm văn biệt chẳng sinh, quán thân bình đẳng người mình không hay, xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phú. Khổ đau đời đó nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên, nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật tổ tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao bất thành chẳng vương, cùng về hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao nỗi phận ân, và khiên dấu nặng ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nỗi ân về chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Ngài còn báo đức Phật đã một đời xin nguyện thứ tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tề lô tấm hải cũng vào, ấy là ơn Phật tâm sau bao đàn. Vậy là quán sát tội kiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cam chiếu. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan, lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn, ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tấm lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật ơn tình, ra ơn cứu độ tâm thành quý ơi.
lặng phàm phu không phân sang cả hèn ngu gây nhiều tội ác nên thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian do đâu tội lỗi ngập tràn hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi tên nói năng chẳng biết nghĩ suy làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân nghĩ thì riêng đã xoay vần chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn hoặc vì mê mẩn sáu căn đối người tiến phẩm muôn phần lãng sai luôn non tự kỷ có tài biến đâu tài với chữ tai bôn vần hoặc vì chẳng quán nội tâm mơ tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên hoặc vì theo cảnh đau điên chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng tu hành theo lối lăng xăng cho đến ba chứng không từng dám suy ân nghiệp chướng bao chướng chẳng ly thêm phiền não chướng kéo thì tôi tâm mà cản ngăn khi giác nội tâm mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh anh. Lời vàng Phật dạy trong kinh ba chứ phải dễ cô hành mới nên ăn năn sám hối cần chuyên thề tiêu ba chứ đoạn phiền trần lao diện ba chứ cần ly hào sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần bốn ngàn tam văn khổ luân cùng nhờ sám hối được phần tịnh tâm con nguyện từ tụng pháp lành nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì nam mô cầu sám hối Bồ Tát 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 nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sáng bằng tất cả tinh thần tất cả bản sống bãi tâm vương bờ bốn là hổ thẹn nghiệp dư con cùng với Phật khi xưa môn hàng mà nay Phật đã thành toàn đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân con còn đắm đuối hồng trần còn đang chìm nổi bao lần tử sanh tu hành chẳng thấy mối manh con đường giải thoát tội tình còn miên thật đang xấu hổ ưu phiền thế mà chẳng thèm huyên quyên nói cười ai là sợ hãi ngập trời cùng loài phàm tục sống đời vô thiên thần chẳng về cõi đói triền miên chết xa địa ngục xa nghiền khảo tra xúc sân quỷ đói ác ma đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay ba là chán ghét thân này luân hồi sanh tử ra vài nghiệp
những trần hải trên sông chết xoay vần vô thường vô ngã thân chân chỗ nào khổ đau tám thứ lâu sầu sớm còn tối mất khác nào phù vân toàn thân chẳng khác huế phân chẳng gì trong sạch chấm phần thân cao mà chưa trang bỏ hay sao là người có trí lẽ nào không hay bố là giọng mạnh không tài tu hành tinh tấn mong ngày thành công mà tụng kinh học pháp một lòng theo gương đại giá không mong an nhàn phật thân chẳng thể nghĩ bàn do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh sáu ba la mật chuyên tinh là 37 phẩm tu hành trở chuyên thực hành từng phút chẳng quên là cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình năm tâm phân biệt chẳng sinh là oán thân bình đẳng người mình không hay xưa nay đã tạo nghiệp sai cho nên vướng mắt hình hài bằng phú anh khổ đau đài ba nghìn thu gây bao tội ác oán thù điều thiên nay xin xóa bỏ ưu phiền thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng sáu là phẩm to tường xưa kia phật cũng trong đường trầm luân sam giác ngộ khổ hồng trần phán tâm bồ thí tay chân đầu mình cho luôn vợ đẹp con xin là bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương cũng vì hai chữ tình thương sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh muốn cho thế giới yên lành là muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm mà làm sao bao nỗi phận ân là phá khiên dấu nặng ngần ai chi thân tâm muốn kiếm bỏ đi cũng không có nỗi ân về chúng sanh để đem chân phát diệu tinh trải vô lượng khổ pháp lành nói ra nay con báo đức phật đà một đời xin nguyện thế tha tu hành mong sao đạo cả viên thành hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang đại thừa chánh pháp tuyên ra đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau tề lô tánh hải cũng vào ấy là ơn phận thân sau bao đền bảy là quán sát tội thiên tội do đâu tới truyền miên chất trầm tánh chân muôn sự đều không chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan lời kinh phân dạy rõ ràng bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh nhân duyên thác loạn mà sanh nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không anh tội vốn chẳng ở trong lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài thực hành diệu pháp không hay bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn ăn năn sám hối không sợ tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành cầu xin chư Phật thương tình ra ơn cứu độ tâm thành quy y cúi đầu lại
trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cánh trời đôi bờ hằng gian, cho đau tội lỗi ngập tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thì chẳng ngại điều gì hại nhân, nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn, hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tiến vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vòng, hoặc vì chẳng quán nội tâm mơ tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tưởng chân giá nào phiền càng tăng, tu hành theo lối lánh sân, cho nên ba chứ không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng ly, thêm phiền não chướng kéo trì tôi thâm, mà cản anh đi giác nội tâm, mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chứ phải việc tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, đề tiêu ba chứ đoạn phiền trần lao. Diện ba chứ cần ly hào, sáu giáp mười nghiệp trần lao sanh dần, bốn ngàn tam phan khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện từ dụng pháp lành, nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, là hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn niệm dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng, mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh
thần, hãy xem trong chánh xoay bằng vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Có đa tám thứ lâu xào sớm còn tối mất cả. Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn.